Con xin kính chào quý cha, quý sâu, quý phe và quý anh chị. Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 là Chủ nhật lễ lá, Dimanche de Rameau et de la Passion. Con xin chia sẻ bài giảng của linh mục Jean Compagier, trích từ trong trang mạng Dimanche prochain. Trước tiên thì chúng ta để ý danh từ Rameau là một danh từ luôn luôn ở số nhiều. Số ít của nó, Rameau có nghĩa là một cái cành nhỏ, une petite branche. Là chúng ta có một cái cành chính đưa ra, rồi có những cành nhỏ, từ đó nó tách ra, nó tẽ ra, thì gọi là Rameau. Và Chủ nhật lễ lá thì người ta dùng chữ Rameau luôn luôn ở số nhiều. La Passion là sự thương khó, và luôn luôn ở viết ký tự P, viết hoa. La Passion viết với ký tự P nhỏ thì có nghĩa là niềm đam mê một cái chuyện gì đó, hoặc là một cái dục vọng. Dimanche de Rameau et de la Passion. Entrée dans la semaine sainte. Để chúng ta hãy đi bước vào tuần thánh. Và ở đây chúng ta cũng thấy là tính từ saint, saint có thể đứng sau, có thể đứng trước danh từ. La semaine sainte thì đứng sau. Ví dụ jeudi saint thứ năm tuần thánh, vendredi saint thứ sáu tuần thánh, samedi saint thứ bảy tuần thánh. La terre sainte là thánh địa. L'année sainte là năm thánh. Nhưng mà le saint sacrement thánh thể, Le Saint-Esprit, Thánh Thần, Le Saint-Père, Đức Thánh Cha, Le Saint-Siège, Tòa Thánh. Như vậy chúng ta thấy tính từ Saint có thể đứng sau danh từ, có thể đứng trước danh từ, tùy trường hợp. Ở đây là bức họa vẽ Chúa Giêsu đi vào trong Thành Thánh Jerusalem, được dân chúng tung hô và ngồi trên một con lừa non. La liturgie de ce dimanche nous fait vivre une fête qui se termine en femme. Phục vụ của Chủ nhật này làm cho chúng ta sống lại không khí của một ngày lễ hội, và ngày lễ hội này sẽ kết thúc bằng một bi kịch. An kham là một bi kịch. Jésus monte à Jérusalem. Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay đi vào thành thánh Jérusalem. Il est acclamé par la foule. Ngài được dân chúng hoan hô. Động từ acclamé được định nghĩa là chào ai bằng những cái lời hô vang. Mais lui Jésus sait très bien que ça l'est. Sa dernière montée vers cette ville. Nhưng chính Đức Giêsu thì người biết rõ rằng đây là lần cuối cùng Ngài đi vào thành thánh Jerusalem. C'est l'heure où le berger va donner sa vie pour ses brebis. Đây là giờ mà người chăn chiên sẽ hiến mạng sống mình cho các con chiên của mình. Ses disciples vont être désemparés par sa mort. Và các môn đệ của Chúa sẽ chán nản vì Chúa đã bị chết. Tính từ désemparer có nghĩa là mất phương hướng, không biết phải hành động như thế nào. Plusieurs fois, il leur en avait parlé. Rất nhiều lần, Chúa đã nói với họ về điều đó. Động từ parler à quelqu'un de quelque chose. Và đây người ta dùng động từ ở plus que parfait là trước đó. Trước đó nhiều lần, Chúa Giêsu đã nói với họ về điều đó. Mais pour eux, cela n'était pas possible. Nhưng đối với họ thì đây là một điều không thể nào xảy ra. Alors, il va essayer de les éclairer et de fortifier leur foi. Và như vậy, Chúa Giêsu đã tìm cách để soi sáng cho họ, tìm cách để củng cố lòng tin của họ. Động từ fortifier là làm cho mạnh hơn. Ở trong động từ này, chúng ta thấy có tính từ for. For là mạnh, fortifier là làm cho mạnh hơn. Il organise lui-même une entrée solennelle à Jérusalem. Và chính Chúa Giêsu đã tổ chức ra một cuộc tiến vào Jérusalem một cách trọng thể. Il avance assis sur un âne comme le berger au milieu de son troupeau. Và Ngài ngồi trên một lưng một con lừa non, và Ngài tiến vào như là một người chăn chiên ở giữa đoàn chiên của mình. Les gens l'acclament comme un prophète. Il les laisse faire. Dân chúng thì tung hô người như một ngôn sứ, và người để cho họ làm công việc đó. Ở đây con chú thích một số từ ngữ chúng ta đã gặp ở bên trên. An kham là một bi kịch. Acclame là chào ai bằng những tiếng hô vang. Tính từ désemparer có nghĩa là mất, có cảm giác là mất phương hướng, không biết phải hành động thế nào. Động từ éclairer là chiếu sáng, động từ fortifier là củng cố, tức là làm cho mạnh thêm. Tính từ solennel là trọng thể,
Anano là một con lừa non, là petit de l'âne, là con nhỏ của con lừa. Con lừa này là con lừa cái. Như vậy chúng ta thấy là có một cái quy tắc là tất cả các cái con nhỏ của các con thú thì dù nó là giống đực hay giống cái, người ta cũng quy nó vào giống đực hết. Anano luôn luôn là một danh từ giống đực. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chúc tụng đấng đến từ tên của Thiên Chúa. Cette joyeuse foule avait bien raison. Và đám đông đang phấn khích này đã có lý. Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu. Đức Giêsu thực sự là sứ giả của Thiên Chúa. Mais c'est un autre chemin qui prendra quelques jours plus tard. Đây chúng ta thấy có cái cách hành văn là xe. Xe đi ở bên dưới là cờ. Và đây là một cái cách nói để nhấn mạnh. Và chỉ một vài ngày sau đó, Chúa sẽ đi trên một con đường khác. Au lieu d'aller vers le temple de Jérusalem, c'est vers le calvaire qu'il montera. Ở đây lại cũng có cái cách hành văn là xe đi với cờ. Thay vì đi lên thành thánh Jérusalem, thì Chúa lại đi lên núi sọ. Il ne sera plus là comme un roi au milieu de ses sujets. Ngài sẽ không còn ở đó như là ở giữa các thần dân của Ngài. Danh từ suje có ý nghĩa đầu tiên là chủ ngữ. Chúng ta học trong ngữ pháp, suje là chủ ngữ của một động từ, có thể là một chủ đề, như ở đây mang nghĩa thứ ba là thần dân. Thần dân tức là dân của một vị vua. Chúa Giêsu không ở đó như là một vị vua giữa các thần dân của mình, nhưng như là một người bất lương bị kết án tử một cách nhục nhã nhất. Và cái án tử này chỉ dành cho những người phạm trọng tội hoặc là những cái tên khủng bố. Ma Fetter là kẻ gian. Chúng ta thấy trong này có ma là tệ. Fetter xuất phát từ động từ phe, là một cái điều xấu. Và phản nghĩa của nó là un bienfaiteur, người làm điều tốt. Chúng ta dịch là ân nhân đó. Và động từ condamner là kết án. Kết án một người nào. Un criminel là một kẻ phạm một cái tội rất là nặng, và cái tội nặng đó gọi là un crime, là một cái trọng tội. Và un terroriste là một kẻ khủng bố. Il devra porter lui-même sa croix, une croix lourde de tous nos péchés. Lui-même là chính người sẽ phải vác cái thập giá của mình, một cái cây thập giá nặng vì tội lỗi, tất cả những tội lỗi của chúng ta. Pilate fera placer une inscription au-dessus de sa tête, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Động từ placer là đặt. Ở đây chúng ta thấy có động từ faire đi trước, tức là cái ông này, cái người chủ ngữ này không tự làm mà bảo người khác làm, sai người khác làm. Ông quan Pilato sẽ cho người đặt một cái biển ở trên phía trên đầu của Đức Giêsu, Giêsu Nazareth, vua của người Do Thái. Il ne croyait pas si bien dire, Jésus est vraiment roi, pas seulement des Juifs, mais aussi de l'univers entier. Cách hành văn pas seulement, mais aussi, không những mà còn. Ông quan Philato đã không biết nói một cách đúng đắn như sau: Đức Giêsu thực sự là vua, không phải vua của người Do Thái, mà còn là vua của cả vũ trụ. Tout au long de cette semaine sainte, nous serons invités à suivre ce Jésus sur le chemin du calvaire. Donc, từ inviter quelqu'un à faire quelque chose, kêu mời ai làm việc gì. Trong suốt tuần thánh này, chúng ta sẽ được mời gọi đi theo Chúa Giêsu trên con đường tiến về núi sọ. Nous tournerons nos regards vers cette croix qui nous rappelle à quel point Dieu nous a aimés, à quel point, tới độ nào. Chúng ta sẽ ngước mắt nhìn lên thánh giá, bởi vì thánh giá này nhắc lại cho chúng ta biết Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta tới độ nào. À quel point. Nous nous rappellerons cette parole de l'évangile. Chúng ta cũng sẽ nhớ lại lời này có ở trong phúc âm. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho những người mà mình yêu. Nous avons un peu trop l'habitude de la croix du Christ. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh của cây thánh giá của Chúa Kitô. Mais pour Paul, avant sa conversion, c'était inimaginable.
Inimaginable là không thể tưởng tượng được. Ở trong này chúng ta thấy đầu tiên có động từ imagine này là tưởng tượng. Imaginable là có thể tưởng tượng. Và thêm tiền tố en là không thể tưởng tượng được. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh của Thánh giá Chúa Kitô, nhưng đối với Phaolô trước khi trở lại thì đối với Phaolô đây là một cái hình ảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Se polosalidimon clerkis adonai savi sur la qua, và chúng ta vẫn bắt gặp cái cách hành văn se đi với cờ là để nhấn mạnh chính vì để cứu chuộc trần gian mà Đức Kitô đã chết trên cây thánh giá. Quand une personne est malade et à moitié inconsciente, le seul moyen de la sauver, c'est une perfusion. Perfusion là truyền máu hay là truyền thuốc vào trong cơ thể một người ốm. Khi một con người bị ốm và nửa tỉnh nửa mê, à moitié inconsciente tức là bất tỉnh nhân sự nhưng mà vẫn còn tỉnh một chút tức là nửa tỉnh nửa mê, thì cái cách duy nhất để có thể cứu người đó tức là truyền máu hay là truyền thuốc. Notre monde malade a lui aussi besoin d'une perfusion d'amour, và thế gian đang bệnh hoạn của chúng ta cũng cần một sự truyền tình yêu. C'est cela qui va se passer au cours de cette semaine sainte, và đó là chính là điều sẽ diễn ra trong tuần thánh này. Le Christ est descendu au fond de notre désespérance pour y déposer cet amour qui vient de Dieu. Đức Kitô đã đi xuống tới tận cùng của cái nỗi thất vọng của chúng ta để đặt vào trong đó một tình yêu đến từ Thiên Chúa. Au-delà de la nuit, il fait naître un jour nouveau, và người sẽ làm cho một ngày mới xuất hiện sau khi màn đêm đã qua. Il n'y a plus aucune obscurité qui échappe à sa présence. Động từ échapper đi với giới từ à là thoát khỏi, là lọt khỏi. Không có một cái bóng tối nào sẽ thoát khỏi khi người đang hiện diện. Avec tous les chrétiens du monde entier, nous faisons monter une prière unanime. Cùng với tất cả mọi Kitô hữu trên toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin người bằng một lời cầu xin đồng thanh như sau. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Người là ánh sáng, người là tình yêu, xin người hãy đặt để trong bóng tối cuộc đời chúng con, thánh thần tình yêu của người. Và sau đây con xin phép đọc lại toàn văn bài giảng của Linh mục Jean Compassion, lễ lá 5B. Phục vụ ngày Chủ nhật hôm nay cho chúng ta sống lại một ngày lễ hội, nhưng ngày ấy sẽ kết thúc bằng một bi kịch. Chúa Giêsu hôm nay lên đường vào thành Jerusalem, người được dân chúng tung hô, nhưng người biết rõ rằng đây là lần cuối người tiến vào thành này. Đây là giờ mà người chăn chiên sẽ hiến mạng sống mình cho đàn chiên của mình. Các môn đệ sẽ chán nản với cái chết của Chúa. Trước đó Chúa đã nói cho họ về điều này, nhưng họ thì thấy là không thể như vậy được. Người đã soi sáng cho họ và củng cố lòng tin của họ. Hôm nay chính người tổ chức một cuộc tiến vào thành Jerusalem một cách trọng thể, người ngồi trên lưng một con lừa non để tiến vào như là một người chăn chiên giữa đàn chiên của mình. Dân chúng tung hô người như một ngôn sứ và Chúa để cho họ tung hô mình. Chúc tụng đấng từ danh Chúa mà đến. Đám đông phấn khích này đã có lý vì Đức Giêsu thực sự là sứ giả của Thiên Chúa. Nhưng chỉ vài ngày sau, Chúa sẽ đi trên một con đường khác. Thay vì đi lên thành thánh thì người đi lên núi sọ. Người sẽ không còn ở đó như một vị vua giữa các thần dân của mình, nhưng như một kẻ bất lương bị kết án tử nhục nhã nhất. Một cái án chỉ dành cho những tên trọng tội hay những tên khủng bố. Người sẽ phải tự vác cái thánh giá của mình, cây thập giá, chịu nặng vì tội lỗi của chúng ta. Quan Philato sẽ sai người đặt trên đầu người một cái bảng ghi là Jesus Nazareth, vua người Do Thái. Ông quan ấy đã không biết phải nói cho đúng là Giêsu là vua đích thực, không chỉ của người Do Thái mà của cả vũ trụ. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giêsu lên núi sọ trong suốt tuần thánh này. Chúng ta sẽ hướng mắt nhìn cây thánh giá đã nói lên cho chúng ta biết là Thiên Chúa yêu chúng ta đến chừng nào. Chúng ta sẽ nhớ lại lời này trong phúc âm: không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu trao ban sự sống cho người mình yêu. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh của cây thánh giá, nhưng đối với Phaolô trước khi ông trở lại thì đây là một điều gì không thể tưởng tượng. Chính vì để cứu chuộc trần gian mà Đức Kitô đã chết trên cây thánh giá.
Khi một người bị đau ốm đến độ nửa tỉnh nửa mê, thì cách duy nhất để có thể cứu người ấy đó là tiêm thuốc. Thế gian đang đau ốm này cũng rất cần được truyền tình yêu, và đó là điều sẽ diễn ra trong tuần thánh này. Đức Kitô đã đi xuống tận cùng nỗi thất vọng của chúng ta để đặt để vào đó tình yêu đến từ Thiên Chúa. Đêm sẽ qua đi và một ngày mới sẽ đến. Không có bóng tối nào còn hiện hữu khi người có mặt. Cùng với tất cả mọi Kitô hữu trên toàn thế giới, chúng ta hãy cất tiếng cầu xin. Lạy Chúa là ánh sáng, là tình yêu, xin hãy đặt để trong đêm tối đời chúng con Thánh Thần tình yêu của Người. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phe và quý